Vâng, xin chào anh chị các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đến với bài học tiếp theo trong chương trình Fashion Marketing, Marketing trong ngành thời trang và bán lẻ thời trang. Tôi là Phan Anh, giảng viên doanh nhân và là đồng sáng lập cái thương hiệu Crowdspace. Rất vui được chia sẻ với anh chị và các bạn những kinh nghiệm ít ỏi trong quá trình đi làm của tôi. Và bài học này là một bài học rất đặc biệt. Trong hầu hết tất cả các chương trình thì bài học này tôi nghĩ rất là đặc biệt. Và tôi muốn dành tặng các bạn đây là cái bài học về lập kế hoạch marketing. Lập kế hoạch marketing các bạn search trên Google ra rất là nhiều, đúng không ạ? Tuy nhiên mà các bạn chắc là cũng hiếm khi thấy có một cái bản kế hoạch nào mà nó gọi là đầy đủ. Tức là mình tìm ở trên mạng nó có thể có những cái đoạn, một vài trang và một vài cái gợi ý. Ý tôi là như thế. Chúng ta hiếm khi tải được một cái bản nào đấy nó đầy đủ, nó full 100 trang, nó mấy chục trang như này. Thì để thuận tiện cho cái quá trình mà trao đổi và hướng dẫn với các bạn thì tôi đã quay lại cái màn hình và các bạn đang xem cái phần màn hình nói về cái kế hoạch marketing của tôi ở trên này. Thì trước khi đi vào thì tôi cũng sẽ nói luôn có mấy vấn đề. Thứ nhất là cái bản kế hoạch này thì tôi có viết cho khá là nhiều công ty. Đây là cái bản gốc của công ty tôi thì tôi sẽ cho các bạn xem như này thôi, có thể cái tính bảo mật thì tôi sẽ không chia sẻ. Các bạn cần một cái bản kế hoạch marketing full đầy đủ, dài đầy đủ thì các bạn liên hệ với tôi. Tôi sẽ gửi các bạn tặng một cái bản kế hoạch tôi viết thuê cho các công ty khác, cũng mấy chục triệu để viết thuê cái chiến lược như vậy. Các bạn tham khảo. Thứ hai là cái bản này nó không phải là tiêu chuẩn, nó không phải là cái bản mà các bạn sẽ thấy rằng là mình vớ được nó, mình bắt được nó là mình ok, mình thành công rồi, mình biết lập kế hoạch và mình làm ok rồi, không phải thế. Hãy xem đây như là một cái định dạng, một cái văn bản mà nó tương đối là đầy đủ, tương đối là hoàn chỉnh, tương đối là chi tiết để chúng ta tham khảo, học hỏi lẫn nhau. Tôi không bao giờ đặt vấn đề là bài này của tôi rất tốt, các bạn phải theo, các bạn phải theo, không phải thế. Tôi luôn luôn nghĩ rằng là chúng ta học hỏi lẫn nhau và chia sẻ. Và tôi nghĩ rằng cũng không có nhiều người sẵn lòng chia sẻ với các bạn những cái tài liệu như là hợp đồng dịch của nước ngoài hay là hợp đồng về nhượng quyền hay là bản kế hoạch marketing. Thứ ba là bản này là bản cũng viết khá lâu rồi. Các bạn nhìn thấy là năm 2013, cuối 2013 viết cho 2014. Viết cho 2014, kế hoạch cho 2014. Tức là 14, 15, 16, 17. Cũng 4 năm rồi, đúng không ạ? Vâng. Cũng 4 năm rồi đấy. Nhanh quá. Vâng. Tiếp theo tôi muốn nói về cái bản này là đây là một cái bản mang cái tính là chiến lược và nó tương đối là đầy đủ về mặt thông tin và mặt lý thuyết. Và bản kế hoạch này được mô tả về mặt định tính rất là phổ biến. Nhưng mà về mặt định lượng thì nó vẫn còn yếu và thiếu rất nhiều. Và cái kế hoạch hành động nó cũng chưa được đầy đủ. Trong một cái bản kế hoạch marketing thì bạn cần quan trọng những cái gì? Thứ nhất là bạn cần một cái format, cái outline ấy. Format tức là định dạng, outline là đề cương. Đây thì đề cương của nó gồm các phần như thế nào thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn trong phần này. Thứ hai đấy là nội dung chi tiết của từng phần. Chúng ta sẽ có nội dung chi tiết và chúng ta cần phải có kế hoạch hành động dựa trên các bản nghiên cứu, dựa trên các cái số lượng, định tính, định lượng, dựa trên các cái bài phân tích cụ thể. Và đặc biệt là kế hoạch hành động về mặt thời gian, kế hoạch hành động về mặt tài chính. Thì cái bản kế hoạch marketing này của tôi là còn yếu và thiếu bởi cái kế hoạch hành động chi tiết cũng như là cái kế hoạch phân bổ tài chính. Phân bổ tài chính bạn sẽ phải phân bổ là từng tháng làm gì, từng tuần làm gì, từng quý làm gì. Thì như vậy là một cái bản kế hoạch marketing như vậy tôi có thể đánh giá là bản hoàn hảo, perfect. Thế thì bản này của tôi thì cũng chưa được hoàn hảo thì các bạn hãy xem thêm. Và tôi cũng nói luôn là những cái yếu tố nó yếu, nó thiếu như nào thì chúng ta bổ sung sau, được chưa ạ? Vâng. Đầu tiên là về outline, có giới thiệu, có tầm nhìn, phân tích thị trường. Trong phân tích thị trường thì tôi sẽ phân tích người mua điển hình, tại sao khách hàng mua sản phẩm của chúng ta, xác định thị trường tổng thể, phân đoạn, phân tích cạnh tranh, xác định các yếu tố cạnh tranh và xác định tình hình cạnh tranh, phân tích sản phẩm và dịch vụ hiện có của công ty,
Đấy, ví dụ như sản phẩm và dịch vụ, phân tích theo một số các mô hình chiến lược như là SWOT, đúng không? SWOT đấy, hay là chiến lược BCG, hoặc là rất là nhiều các ma trận mà chúng ta có thể đưa vào. Thì SWOT là một mô hình cụ thể, thì trên mạng nó có rất nhiều các mô hình phân tích, thì các bạn có thể vào Google, các bạn tìm thêm cái liên quan đến các cái ma trận phân tích, hoặc là các bạn tìm những cái từ khóa rất là nhiều, đúng không? SWOT chỉ là một thôi, Thomas Sati đấy, vân vân. Rồi thì các cái ma trận chiến lược vân vân thì mình có nhiều lắm, các bạn tìm những cái đó ở trên mạng bằng những cái từ khóa tiếng Việt và tiếng Anh khác nhau, thì tôi không có nhiều thời gian, tôi không giới thiệu chi tiết. Vâng, mục số 5 là tôi có nói về một số các vấn đề mà doanh nghiệp đang gặp phải. Vấn đề mà doanh nghiệp đang gặp phải tức là sao? Tức là bây giờ mình, ví dụ như là mình kênh phân phối chưa tốt, hay là marketing chưa tốt, hay là sale chưa tốt, hay là doanh số chưa tốt, hay sản phẩm chưa đa dạng, hay là nhân sự chưa tốt, mình phải biết các vấn đề ở đâu để mà mình đưa ra giải pháp, đúng không? Thứ 6, thế là chúng ta sẽ phân tích về marketing, về mặt công cụ, về mặt hoạt động, được chưa ạ? Ở đây thì tôi phân tích rất là nhiều các cái nhóm hoạt động quảng cáo, nhóm direct marketing, marketing trực tiếp, nhóm PR, communication, quan hệ truyền thông và quan hệ công chúng, nhóm trade marketing, tức là ví dụ như là khuyến mại này, tổ chức sự kiện này, hỗ trợ kinh doanh này, vân vân. Đấy, thì tôi cũng phân tích cái nhóm như vậy. Sau đó thì tôi phân tích về marketing của đối thủ, của đối tác, đúng không ạ, của môi trường bên ngoài. Sau đó thì mục số 7 La Mã ở đây thì tôi sẽ đưa ra cái chiến lược của cái năm 2013 để cho 2014. Các bạn nhìn thấy đây thì nó cũng hơi bị lỗi một chút, đúng không ạ? Vâng, trong này thì là 2013, trong này thì 2014, đây là 2012, và chúng ta có thể sửa được. Vâng, ok, cái bản này tôi viết năm 2013 đấy, và để cho 2014. Và tất nhiên các bạn nhìn thấy 2012 rất là sao, rất là nó được dựa trên một cái bản 2012 tôi đã sửa lại. Vâng, thế thì cái câu chuyện là gì, chúng ta viết như thế nào, nội dung ra sao, sứ mệnh, tầm nhìn, phân tích thị trường người mua điển hình, các khách hàng, các loại khách hàng, về mặt địa lý, về mặt giới tính, tuổi tác, thu nhập, tình trạng hôn nhân, nhận thức, phong cách công việc, vân vân, profile đấy, tôi phân tích rất là kỹ, đúng không ạ? Đấy, rồi thì tại sao khách hàng mua hàng của mình? Và điều này rất là nhiều công ty và nhiều thương hiệu không biết, được chưa? Đây chính là vấn đề mà chúng ta xác định cái năng lực cốt lõi cạnh tranh của thị trường. Đấy, như là thương hiệu nước ngoài, hàng nhập khẩu, thiết kế, đấy, rồi thì chất liệu cao cấp, thiết kế thông minh, an toàn, vân 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 vân. Rất nhiều các yếu tố kinh doanh để thành công. Tôi đưa ra một số những cái mô hình, một số những cái thông tin. Đấy, các bạn nhìn thấy là nó rất là dài và rất là chi tiết, đúng không ạ? Phân tích các yếu tố cạnh tranh về sản phẩm, về thương hiệu, về mẫu mã, về kênh phân phối, về giá, về dịch vụ, về dịch vụ trong bán hàng, trước trong và sau bán. Đấy, các chương trình khuyến mại. Từ từ tôi phân tích về thị trường cạnh tranh của các đối thủ rõ mặt, các đối thủ không rõ mặt, các đối thủ tiềm ẩn. Đấy, rồi thì các đối thủ mà không có tên tuổi trên thị trường, vân vân, đúng không ạ? Sau đó thì tôi phân tích về sản phẩm và dịch vụ hiện tại. Và hiện tại thì vấn đề là sản phẩm nó có những cái gì, cần phải phát triển sản phẩm gì, đúng không ạ? Dịch vụ đã có cái gì, cần phải phát triển thêm dịch vụ mới là gì. Đấy, phân tích SWOT, đúng không ạ? Thì sau này các bạn có thể phân tích ma trận BCG, phân tích rất nhiều các cái mô hình khác như tôi vừa nói. Đấy, ở đây thì tôi cũng có thể áp dụng cả mô hình Firefox, tức là 5 yếu tố để phân tích thêm của Michael Porter. Đấy, rồi tôi đánh giá về
các cái yếu tố của cái quá trình kinh doanh, xem là nó điểm mạnh điểm yếu của nó như nào, cho thang điểm vào để mình nhìn nhận về mặt lý thuyết để chúng ta hình dung ra, ví dụ tài chính đúng không ạ? Đấy, các bạn nhìn thấy đây rồi, năng lực sản xuất, rồi thì năng lực về marketing, năng lực về thương hiệu, tổ chức của công ty, tầm nhìn của lãnh đạo đúng không? Đấy, rồi thì chúng ta nhận định về một số những vấn đề mà doanh nghiệp đang gặp phải, về sản phẩm, về chiến lược giá, về chiến lược kênh phân phối, về cơ sở dữ liệu khách hàng, chăm sóc khách hàng sau bán, về mức độ nhận biết thương hiệu, awareness branding, về mức độ hài lòng đúng không ạ, độ phủ. Đấy, rồi thì kênh thương mại điện tử, kênh online marketing. Đấy, hồi 2012 thì chúng tôi mới chỉ có website và fanpage thôi, chúng tôi chưa có nhiều kênh như bây giờ. Sau đó thì chúng tôi bắt đầu đi vào phân tích hoạt động marketing cụ thể, nên lựa chọn những cái loại truyền thông và quảng cáo truyền hình marketing như thế nào đúng không. Đấy, phân tích ra truyền hình, báo chí, internet, những cái loại website, báo điện tử, công cụ tìm kiếm, mạng xã hội, email, mobile, trang chia sẻ, đài phát thanh, VOV, các chương trình tài trợ, các sự kiện, quảng cáo trên các phương tiện vận chuyển như là xe buýt, quảng cáo ngoài trời, quảng cáo và các vật phẩm, ấn phẩm quảng cáo, v.v. Tất cả những thứ này tôi đều liệt kê và tôi đánh giá, đúng không ạ? Tôi đánh giá mức độ là thực hiện hay chưa và ý chú như thế nào, có cái comment rất là có là làm tiếp hay không, hay là chỉ đốt tiền thôi, đúng không ạ? Ví dụ như quảng cáo trên VOV giao thông thì hầu hết là những người đi xe ô tô họ quảng cáo cũng tốt, nhưng với điều kiện mình phải có tiền, đúng không? Quảng cáo trực tuyến qua website, qua công cụ tìm kiếm, làm SEO, làm AdWords. Đấy, các bạn có thể làm SEO, làm AdWords, học AdWords, làm Facebook, làm banner, mua quảng cáo trên YouTube, mua quảng cáo trên Facebook. Hồi đó Facebook chưa phát triển lắm, nhưng mà trong phần liệt kê của tôi là không có ở đây. Còn bây giờ thì Facebook là đứng đầu rồi, đúng không? Các bạn nên học làm SEO cho cái thương hiệu của mình. Thì tôi có chương trình đào tạo làm SEO chi tiết. Các bạn nên học về email marketing. Thì tôi cũng có chương trình email marketing chi tiết, là chương trình Facebook Marketing, hoặc là các bạn có thể học chương trình khởi nghiệp để quản trị kinh doanh và khởi nghiệp cho nó thành công hơn, để bổ trợ cho cái chương trình bán lẻ và bán lẻ thời trang marketing trong lĩnh vực thời trang như thế này. Các bài PR có mua hay không, mua tần suất bao nhiêu, bài trên tuần, trên tháng, mua trên báo nào, vì sao, số tiền, kiểu kiểu như thế. Thì tôi cũng có rất là nhiều kinh nghiệm để tôi làm. Tôi viết các bài viết, danh mục các bài viết đăng như thế nào. Đấy, các hoạt động marketing trực tiếp, thư mời đúng không ạ? Đấy, rồi thì điện thoại, telesale, SMS, chăm sóc khách hàng sau bán. SMS thì có SMS branding, SMS rác ngày xưa thì có, bây giờ thì người ta bỏ hết rồi. Đấy, rồi thì đồng phục nhân viên. Đấy, chuẩn hóa điểm bán, văn hóa công ty. Đấy, cửa hàng đây này, trang trí, âm nhạc, treo ảnh. Đấy, rồi các dịch vụ trước trong sau bán có hết, được chưa ạ? Vâng, phát triển kênh phân phối, các loại hình như là retailer partnership program, tôi đưa ra các chương trình như vậy. Rồi thì chương trình wholesale, chương trình shopping shop, đúng không ạ? Rồi thì tạo ra các cái corner, tức là những cái góc bán hàng ở trong những cái cửa hàng nhỏ, kiểu như là mình đi làm bán ký gửi đấy, shopping shop hoặc là corner shop, đúng không? Vân vân, thư điện tử này, email tôi cũng dùng email marketing có này, SMS này, các quan hệ công chúng này, báo chí này, thông tấn quốc gia, truyền hình này, người nổi tiếng này, đấy, đại sứ thương hiệu này, tài trợ sự kiện này, đấy, các cái vấn đề liên quan đến mạng xã hội này, thì ngày xưa có Twitter, có Facebook, Jimmy Go, Google Plus, thì hồi đó tôi đều lập những cái trang này để làm SEO, đấy. Các trang báo chí trực tuyến, website công ty, các hoạt động trade marketing bao gồm khuyến mại, tổ chức sự kiện, hỗ trợ kinh doanh, sản phẩm bổ trợ, như là các chương trình giảm giá hàng tuần, hàng tháng, chương trình đổi trả. Thì các chương trình khuyến mại của tôi rất là nhiều kinh nghiệm làm khuyến mại, thì tôi có một cái bài video giới thiệu về các từ trừ khuyến mại, các bạn nên xem nhé. Vâng,
gia tăng các giá trị hoặc là thêm các tính năng, đấy, tổ chức các sự kiện đào tạo cho nhân viên bán hàng, cho đối tác, rồi thì cho các cái điểm bán hàng của mình, các đại lý, đúng không? Tổ chức các cái sự kiện liên quan đến kênh phân phối như tuần lễ vàng, rồi thì đổi trả, rồi thì đổi giày cũ lấy giày mới, tạo các cái catalog sản phẩm, ấn phẩm, hay là kiểu như là su catalog, hay là su magazine chuyên về giày, đấy, tạp chí về giày, đúng không? Rồi thì danh thiếp vật phẩm quảng cáo, tờ rơi đồng phục, vân vân. Rồi thì tôi cũng đi nghiên cứu phân tích hoạt động marketing của đối thủ. Bản thân tôi trước đây thì tôi làm thì tôi cũng phải hàng tháng, hàng tuần là tôi đều phải đi tham quan tất cả những cái đơn vị bán hàng để xem họ đang làm gì, họ ra chương trình gì, họ có khuyến mại như nào, bao gồm là đến trực tiếp cửa hàng hỏi nhân viên bán hàng, rồi thì đến trên trang web của họ, trên fanpage của họ, đặt mua hàng của họ để xem quy trình của họ tốt đến đâu, đấy, xong rồi đặt các vấn đề với họ, đấy, đúng không ạ? Rồi mình bắt đầu mình mới đưa ra số lượng, cách thức họ đang làm các sản phẩm như thế nào, dịch vụ như thế nào, mình có những cái nhìn nó tổng thể hơn để mình đề xuất với công ty, được chưa? Đấy, phân tích một chút các yếu tố môi trường bên ngoài, đặc biệt ở tại các thị trường mà mình đang làm thôi, không cần quá quan tâm chi tiết lắm, đấy. Rồi thì chiến lược của mình là mục tiêu mình đặt ra, doanh số như nào, điểm bán lẻ như thế nào, bao nhiêu điểm bán buôn như nào, bao nhiêu đại lý, mục tiêu như thế nào, đấy thì tôi cũng liệt kê ra cái mức doanh số, liệt kê ra cái mức doanh số để xin phép không chi tiết thế này, được chưa ạ? Phân bổ mức doanh số đấy theo từng mảng bán buôn, mảng bán lẻ, trong mảng bán lẻ thì bắt đầu phân bổ theo từng cửa hàng, phân bổ theo từng tháng, từng quý thì chúng ta sẽ biết cách để chúng ta làm. Đấy, sau đó thì chúng ta bắt đầu chi tiền cho các hoạt động marketing, các hoạt động trade marketing để bán được các chiến lược về giá, chiến lược về sản phẩm, tung sản phẩm mới như thế nào, tung khuyến mại như thế nào, đúng không? Đấy. Thì tôi đều có nghiên cứu hết và đưa vào đây. Các bạn nhìn thấy nó cũng khoảng hơn 80 trang từng chiến lược một về kênh phân phối, đấy, mô hình kênh phân phối, kênh gián tiếp, kênh trực tiếp, vân vân, được chưa ạ? Rồi thì hoàn thiện hệ thống quy trình, cái quy trình bán hàng, quy trình đại lý, quy trình bán buôn, quy trình xuất kho, quy trình phản ứng và trả lời khiếu nại khách hàng, quy trình chăm sóc khách hàng, quy trình tìm kiếm đối tác, vân vân, đều phải ngồi viết ra những quy trình như thế, đào tạo hướng dẫn, vân vân, cũng khá là nhiều. Các cái chiến lược cụ thể, thị trường như thế nào, chiến lược thương hiệu như nào, slogan như nào, hình ảnh như nào, các ý tưởng, các thông điệp truyền thông như nào, làm hết ra đây để cho sếp duyệt. Vâng. Đấy, sau đó là đến cái phần kế hoạch hành động, operation planning, hàng quý, hàng tháng, hàng tuần làm gì, chi tiết hóa từng công việc đến từng phòng ban ra, từng bộ phận, từng công cụ và phân bổ ngân sách vào, tuyệt vời. Đấy, chương trình khuyến mại khai trương từng tháng tôi làm gì, từng tháng về có cả mặt doanh số nữa, đúng không ạ? Đấy, sau đó là phải họp báo cáo, đúng không ạ? Hàng tháng, hàng tuần họp như thế nào, vân vân. Thì tôi cũng xin phép là review rất là nhanh như vậy thôi, do cũng không có đủ thời gian để giới thiệu với các bạn. Thì đây là một cái bản mà tôi nghĩ cũng rất là công phu, tôi giới thiệu với các bạn như vậy. Thì nếu như các bạn cần cái bản này, tất nhiên là tôi sẽ không gửi bản chi tiết này, tôi sẽ gửi bản khác. Lý do tại sao thì tôi cũng sẽ tiết lộ với các bạn để bảo mật thông tin. Tôi sẽ viết thuê ra một cái thương hiệu ở nước ngoài, thì tôi sẽ gửi cho các bạn bản chi tiết không kém như này, vẫn là phần văn phong, vẫn cách làm, vẫn là format này của tôi thôi. Và tôi sẽ dành tặng các bạn nếu như các bạn học chương trình đào tạo này của tôi, và các bạn liên hệ với tôi tìm giảng viên Nguyễn Phan Anh, các bạn search trên mạng sẽ thấy ngay, hoặc là email phananhonline@gmail.com, số điện thoại 0989623888. Ok, vâng, thì vừa rồi tôi đã hướng dẫn sơ lược cái cách thức lập một cái bản kế hoạch marketing nói chung và marketing trong ngành bán lẻ và bán lẻ thời trang.
Thì tôi cũng rất vui được chia sẻ với các anh chị và các bạn những kiến thức như vậy. Và xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn các anh chị.